Đốn tim trước khoảnh khắc Katie Mộc Trà cưỡng hôn em trai Unfi. Hình ảnh mới nhất của hai thiên thần nhỏ nhà em Lê Trần đang là một trong những tin tức sau Việt được quan tâm. Luôn là tiêu điểm của công chúng, bất cứ hình ảnh nào của hai thiên thần đáng yêu của nhà em Lê Trần đều nhận được sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, nữ hot girl xinh đẹp đã tiếp tục khiến cư dân mạng phát hận trước vẻ cực yêu của Katie Mộc Trà và em trai Unfi Túc Mạch. Hai bé được mẹ diễn đồ đôi và cầm lồng đèn Doraemon đón Trung Thu. Bên cạnh đó, em Lê Trần cũng kể thêm câu chuyện Unfi mọc răng. Qua đó, nữ hot girl xinh đẹp cảm thấy vô cùng hạnh phúc và xúc động trước tình cảm của Katie Mộc Trà dành cho em trai. Cô bé cứ ngỡ mẹ đang cố tình làm đau em nên ra sức bảo vệ khiến người đẹp cười khúc khích vì sung sướng. Gương mặt bầu bỉnh đáng yêu, đôi mắt to tròn cùng nước da trắng hồng của Katie Mộc Trà và Unfi Túc Mạch đã khiến nhiều khán giả mê mệt. Tình cảm yêu thương đùm bọc lẫn nhau của hai thiên thần nhỏ nhà Ellie khiến fan vô cùng cảm động. Katie Mộc Trà cưỡng hôn Unfi khiến cậu bé vô cùng thích thú. Hai bé được tặng lồng đèn hình Doraemon để chơi Trung Thu. Hai thiên thần nhà Ellie Trần từ bé đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, nên sống rất tình cảm, biết chăm sóc lẫn nhau. Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh đã nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận từ cư dân mạng. Khoảnh khắc Katie Mộc Trà quan tâm em trai Unfi Túc Mạch đã khiến người hâm mộ phát cuồng. Fan đã cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tổ ấm hạnh phúc nhà nữ diễn viên khát vọng thượng lưu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!